Xin chào các bạn. Thì trên màn ảnh quý vị và các bạn, đây là dòng máy lạnh Sharp một người có công nghệ inverter gắn vào cái phòng khoảng 30 mét vuông. Thì ở như video trước tôi đã test cho chúng ta là sau 15 ngày sử dụng trong điều kiện thời tiết nắng mưa ở miền Nam, thì sau 5 ngày là tiêu thụ là 11 ký điện và sau 10 ngày thì tiêu thụ 22 ký điện. Thì hôm nay đã đến thời điểm 15 ngày, chúng ta xem sau 15 ngày thì cái máy lạnh chúng ta tiêu thụ bao nhiêu điện nha. Để làm được điều này thì tôi đã gắn vào cái nguồn điện của cái máy lạnh này một cái đồng hồ đo công suất, thì chúng ta xem trên màn ảnh thì sau 15 ngày thì nó tiêu thụ bao nhiêu điện nha. Chúng ta nhìn kỹ trên màn hình nè, đây sau 15 ngày nó đã tiêu thụ là 30,46 kW, tức là 30,5 ký điện. Và nói luôn đây là cái phòng mà mấy đứa nhỏ sử dụng từ 8 giờ tối cho đến 8 giờ sáng, thậm chí có bữa 10 giờ sáng nữa, và buổi chiều là từ 1 giờ đến 4 giờ, thậm chí kéo dài hơn. Thì sau 15 ngày tiêu thụ là 30,5 kW điện. Đây là một con số cũng khá là lớn. Tuy nhiên á là do mấy đứa sử dụng nhiều, đặc biệt là vào thời điểm nắng nóng từ 1 đến 4 giờ. Cái cục nóng thì tôi để trên nóc nhà, chính vì vậy nó rất là tốn điện. Rồi, bây giờ hẹn gặp lại chúng ta sau 15 ngày nữa, đến thời điểm ngày thứ 30 thì tôi sẽ test chúng ta sau 30 ngày thì cái máy lạnh chúng ta sẽ tiêu thụ bao nhiêu điện nha. Với cái điều kiện là có ngày nắng ngày mưa ở miền Nam. Rồi, hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Cảm ơn và hẹn gặp lại.